Quỳnh Cun là một trong những gương mặt diễn viên trẻ triển vọng phía Bắc. Người đẹp xuất hiện nhiều trong các bộ phim của VFC, đặc biệt mới đây là vai diễn Sơn Ca cá tính trong bộ phim Gara Hạnh Phúc. Vai diễn đột phá đã giúp Quỳnh Cun lọt danh sách 10 đề cử đầu tiên cho hạng mục diễn viên nữ ấn tượng VTV Award 2022. Hiện tại, nữ diễn viên đang tham gia bộ phim mới Đừng Làm Mẹ Cáu, một bộ phim mới của đạo diễn Vũ Minh Trí. Phim đang quay những cảnh đầu tiên với sự tham gia của loạt diễn viên quen thuộc như Nguyệt Hằng, Bình An, Quỳnh Lương, Nhan Phúc Vinh. Trong phim Đừng Làm Mẹ Cáu, lần đầu tiên Quỳnh Cun vào vai một người mẹ. Trước đây với hình ảnh vui tươi, nhí nhảnh, các vai diễn của nữ diễn viên chủ yếu là hình ảnh một cô gái mới lớn, trẻ trung, xinh đẹp, đầy hoài bão. Ngoài đời Quỳnh Cun cũng chưa lập gia đình nên chắc chắn khi vào vai một người mẹ, nữ diễn viên sẽ gặp nhiều thách thức. Đây cũng là một trải nghiệm mới dành cho nữ diễn viên trong quá trình làm phim. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.